hay quá. Em nhìn phía dưới đi. Hoa hướng dương rất giống với bức tranh. Em cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy đó. Không phải nằm mơ, là giấc mơ thành hiện thực. Bây giờ anh phải đi tìm một người. Rachel. Không được. Anh không thể lựng thế. Anh nhất định phải đối mặt với chuyện này. Anh sẽ nói rõ với cô. Em biết, nhưng anh không nên đi một mình. Em đi chung với anh sao? Đây là chuyện của hai chúng ta. Chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt. Xin lỗi, đến nữa em có rảnh không? Anh và Điền Mập có chuyện muốn nói với em. Hay là ra ngoài cùng ăn sáng đi. Em không đói cho lắm. Nếu như anh không ngại, hay là hai người lên đây nói đi. Cũng được. Lát nữa gặp. Uống ly cà phê trước đi. Cảm ơn. Nói chuyện gì với em vậy? Anh xin lỗi. Thật ra anh định nói trước với em. Anh và... Hôm qua ở công ty anh đã muốn nói với em, nhưng không có cơ hội thôi. Em nghĩ em hiểu anh muốn nói gì với em mà. Anh muốn chia tay với em, sau đó quen với Tina. Rosena, cô đừng trách Daniel. Thật ra tôi cũng có trách nhiệm rất lớn, nhưng tôi không nghĩ sẽ phá hoại hai người. Nếu cô muốn giận tôi, cô có quyền. Cho dù cô muốn chửi tôi, cô cũng có quyền nữa. Yêu một người có đúng hay sai sao? Chúng ta đều là người lớn. Thoải mái một chút đi. Nếu như không hợp, cố tình ở lại bên nhau cũng vô ích. Em trả chiếc nhẫn này lại cho anh. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta đều cần phải có một khởi đầu mới. Nhưng mà em có một yêu cầu. Chuyện gì? Đừng làm đồ say lớn. Tại sao? Đi đây là tâm huyết của chúng ta. Mỗi một bước của chúng ta đều rất cẩn thận, bởi vì chúng ta không muốn đi đây thất bại. Bây giờ thị trường nói cho chúng ta biết đồ say lớn không được. Nếu vì lý do cá nhân của hai người muốn tiếp tục làm, thì chỉ liên lụy đến đi đây, cho dù là danh hay là lợi. Chỉ là một yêu cầu rất nhỏ thôi. Không lẽ như vậy anh cũng từ chối sao? Được. Anh tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn. Để tôi giúp cô. Có những chuyện chỉ có bản thân mới giúp được mình. Daniel đã nói với cô rồi sao? Hôm qua ở công ty tôi đã cảm nhận được một chút rồi. Cô có phản ứng gì không? Tôi có thể có phản ứng gì chứ? Đánh ảnh sao, tát ảnh sao, hay là đãi nó một trận chứ? Nếu như tôi làm gì cũng vô ích, tôi còn làm để làm gì nữa? Yêu cầu duy nhất của tôi là hy vọng ảnh đừng làm đồ say lớn nữa. Yêu cầu chia tay của cô là kêu ảnh đừng làm đồ sai lớn nữa. Đồ sai lớn nhất định liên lụy đến đi đây. Bây giờ tôi đã mất tình yêu rồi. Sự nghiệp là cái duy nhất tôi có thể nắm bắt. Tôi không muốn mất luôn cả điều này. Tôi nhất định sẽ làm tốt đi đây. Cô có điều kiện như vậy, ngoại trừ sự nghiệp có lẽ cũng còn nhiều thứ khác. Tôi biết cô nghĩ sao. Cô cảm thấy tôi thừa nước đục thả câu phải không? Tôi không phủ nhận, nhưng tôi rất muốn nói cho cô biết tôi thật lòng để ý cô lâu rồi. Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Tôi hiểu. Tôi hy vọng anh thật sự hiểu. Bây giờ tôi đã mất một người đàn ông. Cái tôi cần không phải là một người đàn ông khác. Bây giờ cái tôi cần nhất là lấy lại những gì tôi đã mất. Thí dụ là cái gì? Lòng tự trọng. Sao hả? Em nói đưa anh về xin lỗi người đẹp mà. Phải. Nhưng lần trước em quá đáng như vậy, rõ ràng bị cổ nói trúng. Em không nói câu cảm ơn còn chửi cổ. Em sợ cổ giận em, giận đến không đếm xỉa luôn đó. Nếu cổ muốn giận em, anh thay em để cho cổ chửi. Như vậy sao được chứ? Sao lại không được? Cũng như em đã nói, nếu như chúng ta quen nhau thì chúng ta phải cùng đối mặt với mọi chuyện. Ừ, chúng ta cùng đối mặt với mọi chuyện. Ừ. Trời ơi, tôi nghe không có lầm chứ? Chúng ta cùng đối mặt với mọi chuyện hả? Vậy đúng là quen nhau rồi. Đó, tôi nhận xét có sai đâu. Tôi nhìn sơ cũng đoán trúng rồi. Tóm lại sau khi tôi thúc giục hai người liền nắm tay nhau. Có người đẹp không tan trả. Nhận xét của tôi chính xác như vậy. Đáng uống thêm một ly rồi chứ. Người đẹp, cô cười tôi như vậy có phải không còn giận con nữa không? Giận? Sao lại không giận chứ? Nhưng bây giờ khoan nói chuyện đó đã, chuyện khác đi. Đại Tứ Hỷ, hôm nay tôi dùng tư cách là mẹ nuôi của bạn gái cậu hỏi cậu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu quen bạn gái của cậu phải không? Dạ phải. Không biết cậu có biểu hiện gì ha? Hả? Vô đây, vô đây. Nè, lần đầu tiên cậu tặng quà cho Điền Mập, tôi cho cậu cơ hội bao hết số quà ở đây. Có vấn đề gì không? Người đẹp, cô điên rồi sao? Không thành vấn đề. Nhưng lần trước cậu đối xử với tôi như vậy làm cho tâm hồn của tôi tổn thương nghiêm trọng. Tôi vẫn chưa hết giận đâu, cho nên cậu còn nợ tôi một chữ giận. Có nghĩa là nếu sau này tiệm hoa của tôi bán không hết hoa, cậu phải phụ trách gom hết. Có vấn đề gì không? Cũng không thành vấn đề. Con có vấn đề. Có phải bán hết hoa có nghĩa là cô không giận con nữa không? Con làm cô càng đau hơn nữa. Con cũng nợ con một chữ giận. Cô muốn con làm gì mới không giận con nữa? Bây giờ cô chưa nghĩ ra, nghĩ ra mới nói cho con biết. Alo, quản lý Chu. Hà Mỹ Điền, tôi đã nói cô sẽ có chuyện mà. Cô lại hại người ta đám cưới không thành rồi. Tôi biết. Có phải cô Tống gọi đến quỷ không? Cô nghĩ sao? Cô không phải lên kế hoạch cưới mà là người quỷ diệt cưới đó. Bây giờ tôi báo trước cho cô biết, cô bị đuổi việc rồi, ngày mai khỏi đi làm nữa. Quản lý Chu. Nè, ông nghe cho rõ đây. Không phải ông đuổi việc Điền Mập mà là Điền Mập bỏ ông. Bởi vì nó sẽ mở một công ty chuyên tổ chức đám cưới cho người ta, gọi là Điền Mập Hỷ Sự. Giết chết ông. Ông cứ việc chống mắt lên coi đi. Điền Mập Hỷ Sự. Tên nghe không hay hả? Nè, con cứ việc bắt một cái ghế ở đây. Một mình con là một người lên kế hoạch cưới có nguyên tắc nhất. Nếu không phải là yêu nhau thật lòng thì không cho họ đám cưới. Mẹ ủng hộ con. Cũng hay lắm. Làm việc một mình có thể mặc sức phát huy trí sáng tạo, không cần bị ai dướng bận tay chân. Vậy cũng phải. Được, em nhất định làm Điền Mập Hỷ Sự. Cảm ơn cô, người đẹp. Cảm ơn gì chứ, phải đóng tiền thuê đó. Cùng lắm cô giảm giá cho con. Alo. Em Điền. Gia Huy. Anh nè. Bạch Gia Huy, anh vẫn chưa được đi lại đâu. Hôm qua anh mới bị xỉu ở ngoài đường. Bác sĩ kêu làm kiểm tra tổng quát cho anh đó. Kiểm tra tổng quát cái gì? Anh không sao chứ? Không, hôm qua anh chỉ bị xỉu thôi. Cô à, cho tôi nói vài câu đi, quan trọng lắm đó. Bây giờ anh ở bệnh viện sao? Tại sao tự nhiên anh lại xỉu vậy? Em Điền à, hôm qua anh đọc quyển tạp chí, quyển Em Về Đại Tứ Hỷ đang trên trang bìa đó. Trời ơi, họ viết về em lung tung luôn. Em có buồn không vậy? Anh tìm luật sư kiện họ giùm em nha. Không cần đâu Gia Huy à. Thật ra bây giờ em đã quen Đại Tứ Hỷ rồi. Em ăn nói có nhầm lẫn không vậy? Em nói sao với anh bây giờ đây? Hai người Nè Gia Huy, em có sao không? Gia Huy, Gia Huy. Alo Gia Huy, Gia Huy. Lại xỉu nữa hả? Thật không ngờ sức khỏe của anh lại yếu như vậy. Trước giờ anh là vậy đó, hỏi chút là xỉu. Lần này anh biết chúng ta quen nhau, chắc chắn gì cũng sốc rất lớn. Hy vọng anh sẽ không sao. Lúc nãy trong điện thoại anh có vẻ giận dữ lắm. Em đừng sợ. Cũng là câu đó, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng đối mặt. Gia Quy, anh tỉnh rồi hả? Em không sao chứ. Hai người nắm tay nhau thật hả? Mà Gia Quy, đừng xỉu, bình tĩnh lại đi, đừng có xỉu nha, hít thở sâu vô. Gia Quy. Nè nè, nhìn mặt của ảnh kìa, anh đi gọi bác sĩ cái đã. Đi. Đại Tứ Hỷ, anh đứng yên đó. Anh quá đáng lắm. Chúng ta thỏa thuận rồi mà, chúng ta cùng làm bạn mà. Nhưng lúc tôi xỉu, không biết anh làm gì đã cướp mất em Điền của tôi. Anh có phải đàn ông không? Như vậy anh nói không giữ lời sao? Nè, anh đừng làm như vậy mà. Anh bình tĩnh lại đi. Gia Huy à, đừng có như vậy mà. Em biết là anh rất buồn, nhưng em đã quyết định quen Đại Tứ Hỷ rồi. Lúc cả Rachel cũng chấp nhận chuyện này. Rachel là Rachel, Bạch Gia Huy là Bạch Gia Huy. Cũng chấp nhận, đâu có nghĩa là anh cũng chấp nhận chứ. Nhưng vậy em nói em không giữ lời. Nhưng vậy anh nói thì anh làm. Anh đã nói rồi, nếu hai người có ý, anh sẽ đeo đuổi em đó. Điền à, hai người còn nắm tay nữa hả? Gia Huy à, anh bình tĩnh lại đi. Anh rất bình tĩnh, anh rất sáng suốt, rất có quyết tâm cho em biết. Anh phải thay đuổi lại em Điền đó. Cho dù hai người vào nhà thờ, anh cũng phải vào nhà thờ giành lại em Điền về. Gia Huy à, anh vừa mới xuất viện, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em Điền à, em quan tâm tới anh thiệt ha. Phần án tình nhân này có vẻ hay lắm đó. Chọn phần án tình nhân này đi. Chúng tôi có thể lập tức chụp luôn tấm hình tình nhân cho hai người, còn tặng luôn khung hình đẹp nữa. Em Điền à, lâu rồi chúng ta không có chụp hình. Cho phần án tình nhân này đi. Bây giờ tôi chụp tấm hình tình nhân cho hai người nha. Giờ Huy à, tức là tuy anh và Điền Mập quen thân, nhưng đừng ỷ thân rồi lợi dụng mới được chứ. Làm ơn. Bên này mới đúng. Làm ơn. Anh chụp tôi và cô dễ thương này là được rồi. Lát nữa tôi đưa thêm tiền bò cho anh. Nè. Nè cái gì? Anh và em Điền chưa có hẳn đâu. Anh ngồi xuống trước đi. Xin lỗi nha, lát nữa chúng tôi mới chụp. Gia Huy à, lúc nãy ở bệnh viện em đã nói rõ với anh rồi mà. Anh cũng nói rất rõ ràng với em rồi. Anh không thể chấp nhận Đại Tứ Hỷ ăn gian theo đuổi em. Nếu như ảnh vi phạm, chuyện gì anh cũng có thể làm. Ảnh nhận em là bạn gái, anh cũng có thể nhận em vậy. Anh nói không hợp lý chút nào. Bây giờ chơi trò chơi với anh sao? Phạm Lúc đó tôi là người bị xỉu thôi. Nếu người bị xỉu là anh, trong chuyện em Điền sẽ yêu tôi đó. Hai anh đừng có giành em nữa mà. Em Điền à, Đại Tứ Hỷ theo đuổi em trong lúc anh xỉu. Em nên công bằng với anh một chút chứ. Trả lại 24 giờ ở bên anh đi. Hả? Nếu tới lúc đó em Điền không chọn tôi, anh mới là bạn trai của cổ. Đây là lý do gì vậy? Là cạnh tranh công bằng đó. Nếu hai người không đồng ý, từ nay tôi sẽ đi theo em Điền. Dù sao tôi cũng đâu cần đi làm. Chuyện như vậy mà anh cũng nói được? Gia Huy à, đừng có giỡn nữa. Anh không có giỡn chơi đâu. Anh dám nói dám làm đó. Em Điền à, anh muốn em cảm động trong vòng 24 giờ. Em đi toilet một lát. Làm gì vậy Gia Huy? Toilet nằm ở bên kia mà. Anh biết, anh xếp hàng giùm cho em thôi. Em Điền à, em quay lại chỗ ngồi đi. Xếp đến lượt, anh sẽ gọi điện cho em liền. Xin lỗi nha, tôi xếp hàng giùm bạn gái của tôi thôi. Tôi không có vô đâu. Gia Huy à, anh đi. Em Điền à, anh đã nói chuyện gì cũng làm cho em mà. Anh không cảm thấy khó xử đâu. Anh không cảm thấy nhưng em cảm thấy. Anh về chỗ đi. Anh không đi đâu, trừ khi em hứa với anh. Cho anh 24 giờ đi. Cho anh đi. Thôi được. Em hứa với anh đó. Yeah. Nè, Điền Mập, em đừng có điên theo ảnh mà. Sao hả? Anh sẽ tôi cướp mất em Điền sao? Dù sao tôi cũng không sợ bằng anh. Chẳng qua ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Tôi đã nói rồi, anh và em Điền chưa có hẳn đâu. Không chừng 24 giờ sau em Điền chọn tôi, không có chọn anh thì sao? Anh bị chứng vọng tưởng thật rồi. Để coi sao. Đã giao trước rồi. trong vòng 24 giờ anh không được gặp em Điền. Phải giống như tôi xỉu ở trong bệnh viện gì đó, không được tiếp xúc với em Điền. Tôi sợ anh hả? Đúng là ly kỳ hấp dẫn. Rõ ràng Điền Mập đã bị Đại Tứ Hỷ cảm động được. Họ quen nhau rồi, vậy mà anh cũng chen chân vô được sao? Tôi đã nói rồi, tại Đại Tứ Hỷ ăn gian, phá hoại quy định trước thôi. Tôi là người bị hại, được thông cảm. Hai người cần phải ủng hộ tôi mới đúng chứ. Hay là hai người cho tôi biết tối hôm qua em Điền và Đại Tứ Hỷ đã đi đâu và làm những gì? Tôi không biết, họ không có nói. Tóm lại sáng sớm vừa gặp bọn họ liền thấy khuôn mặt đã rất mùi mẫn. Hai người quen nhau, dĩ nhiên là làm những chuyện rất lãng mạn rồi. Vậy thì tôi phải làm những chuyện lãng mạn hơn Đại Tứ Hỷ nữa. Phải làm cho em Điền cảm động gấp đôi mới được. Nói như cậu, cảm động gấp đôi sao? Cậu chỉ có 24 giờ thôi. Huống chi Đại Tứ Hỷ và Điền Mập đã có cả tá chuyện khó quên trước đó rồi. Thời gian ngắn dài đâu có thành vấn đề đâu. Quan trọng là phải sâu đậm. Trong 24 giờ tới tôi phải bách phát bách trúng. Cậu làm ơn đừng có phí thời gian nữa. Bây giờ Điền Mập phải thực hiện là lý tưởng của nó. Thực hiện lý tưởng là thiết kế thời trang hay là người mẫu vậy? Lạc hậu rồi. Lạc hậu là phải. Bây giờ nó muốn làm người lên kế hoạch cưới. Chẳng phải cô đang làm sao? Nó bị tiệm áo cưới đuổi việc rồi. Bây giờ phải tìm cách khác. Ở tiệm qua của tôi nó mở Điền Mập Hỷ Sự, tiếp tục làm người lên kế hoạch cưới cho người ta, lo đám cưới. Sao cô không nói với tôi vậy? Dù nói cũng phải nói với Đại Tứ Hỷ, chứ không có nói với anh. Cho nên hôm nay Điền Mập thiếu gì công việc, không rảnh đếm xỉa đến cậu. Nếu anh thật sự muốn tốt cho Điền Mập, tôi khuyên anh đừng cản nó thực hiện lý tưởng nữa, có biết chưa? Em xong rồi. Anh muốn đi đâu? Em Điền à, anh đưa em tới một nơi em rất muốn đi, làm chuyện em rất muốn làm. Em Điền à, nè, bên này á là một cái giá 3 tầng, dùng để đặt những thứ thường xuyên sử dụng là thuận tiện nhất. Còn bên này á có thể thêm một cái bàn, vậy thì tiện cho sau này dùng để tiếp khách. Còn phía ngoài cửa thì là một bảng hiệu mới. Gia Huy à, chẳng phải chúng ta đi chơi sao? Phải á, mau tranh thủ thời gian đi. Chẳng phải cậu nói làm chút chuyện cảm động Điền Mập sao? Tuy cơ hội hơi thấp một chút. Em Điền không phải là người thô thiển đâu. Thực ra quen nhau không nhất thiết phải đi dạo, đi coi phim, nói chuyện trăng qua. Thật lòng yêu một người phải muốn tốt cho người đó, giúp người đó hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết em Điền rất muốn làm tốt Điền Mập Hỷ Sự, có thể có một phần sức cho cổ. Tôi cảm thấy mừng lắm. Em Điền à, anh ra ngoài mua chút gỗ, đóng cái giá và bản hiệu cho em cái đã. Em nghỉ ngơi trước đi. Người khùng như vậy cũng có sao? Lần trước thì nhất định kêu con cho 24 tiếng, bây giờ lại bỏ đi một mình làm chuyện này làm chuyện kia. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Kẻ si tình này đúng là đáng quý lắm, đối với con không gì bằng. Không lẽ cô định kêu con đổi hướng sao? Nếu không tại con yêu Đại Tứ Hỷ trước, Gia Huy cũng đáng suy nghĩ lắm. Đáng tiếc quá. Nếu cô trẻ lại 20 năm, cô cũng có thể suy nghĩ. Uống hớp nước trước đi. Được rồi, anh không mệt đâu. Em có thể giúp được gì cho anh không? Không, ở đây nực lắm. Em vô trong hưởng máy lạnh đi. Thấy anh đổ nhiều mồ hôi như vậy em thấy áy náy lắm. Anh vừa mới xuất viện, em sợ anh chịu không nổi đó. Làm việc cho em Điền, anh đặc biệt có sức lực đó. Thật không ngờ luôn cả làm đồ gỗ anh cũng biết. Má của anh thích trang trí nhà lắm. Từ nhỏ tới lớn anh thấy thợ trang trí cứ đục gỗ rồi đẽo gỗ. Công việc đơn giản dễ làm lắm, anh biết làm mà. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 20 tiếng. Em sợ anh đóng xong bản hiệu, đóng luôn cái giá, sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Không sao đâu. Cùng đồng lòng với em, phấn đấu vì lý tưởng của em. Anh cảm thấy đó là cách quen nhau lãng mạn nhất đó. Daniel, có phóng viên đến đây. Đến rồi, đến rồi. Đến rồi. Ông đấy à, có phải ông đã hủy hôn ước với dì hôn thê không? Có phải ông thay lòng đổi dạ yêu người mẫu mập không vậy? Hai người quen nhau có cảm nhận được áp lực rất lớn không? Nè các bạn phóng viên, nếu mọi người hỏi những chuyện liên quan tới đi đây, tôi sẵn lòng trả lời. Nhưng nếu là vấn đề riêng tư hay là vấn đề tình cảm, tôi không có gì để nói. Trước giờ đi đây của anh không ra đồ sai lớn, nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi phong cách. Có phải anh muốn lấy lòng bạn gái mới của anh không? Ừ. Tôi thiết kế đồ sai lớn là vì cảm thấy thị trường có tiềm năng, có thể mạnh dạn thử xem. Còn nữa, sáng tạo không có giới hạn. Tôi không cảm thấy làm gì là thay đổi phong cách cá nhân. Sao bây giờ không làm nữa? Có phải do vì hôn thê của ông chia tay với ông cho nên tạo áp lực rất lớn cho công việc của ông không? Ông có thể vui làm ra phải đó không? Đó có phải là điều kiện hủy bỏ hôn ước hay không vậy? Đúng rồi, phải đó, phải điều đó. Trả lời không có chuyện đó. Bây giờ đi đây quyết định không làm đồ say lớn nữa là do thị trường vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, không liên quan đến chuyện riêng tư. Cô Tống à, cô và ông Đới đã hủy bỏ hôn ước rồi, có ảnh hưởng đến công việc của cô ở đi đây hay không vậy? Dĩ nhiên là không. Tuy tôi và ông Đới đã chia tay, nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ hợp tác rất tốt. Chúng tôi một lòng một dạ chỉ muốn làm tốt đi đây, cho nên vấn đề tình cảm riêng tư tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Mời hai vị chụp chung tấm hình đi. Phải đó, là chụp tấm hình đi. Bên đây, làm ơn. Bên đây nữa. À, cười lên, cảm ơn. Đúng rồi, cười nha. Phải ít đường đúng không? Khẩu vị của em chưa thay đổi đâu. Cảm ơn anh. Anh cảm ơn em thì đúng hơn. Lúc này phóng viên kéo đến, anh cũng biết trả lời thế nào, cũng may có em ở đây. Thật ra em không phải chỉ vì anh đâu, em chỉ vì đi đây thôi. Vụ đồ sai lớn lần này coi như là một trắc trở nhỏ, nhưng cũng có thể cứu vãn. Tháng sau sẽ có một buổi trình diễn thời trang, chúng ta đã được mời tham gia. Dạ, tháng sau cũng gấp lắm. Đây là một buổi trình diễn thời trang mang tính chất quốc tế, chúng ta nhất định phải tham gia. Bởi vì nhân cơ hội này, chúng ta có thể tiếp xúc với thương gia quốc tế. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là New York. Thực ra quan trọng nhất là có một thiết kế có sáng tạo, do vậy mới lôi cuốn được sự chú ý của họ. Cho nên anh sẽ rất bận rộn. Nhưng anh bận nhiều việc như vậy, có khi nào ảnh hưởng anh đi chơi không? Yên tâm đi, hôm nay anh không có chỗ nào đi, anh tính giùm em. Ừ. Anh ra ngoài nha. Làm ơn. Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông ạ? Cho hỏi ở đây có phục vụ tận nơi không? Dạ có. À, làm ơn. Đây Nhung. Xem tới đây vậy? Em đến mua thức ăn. Anh biết em không rảnh ăn trưa, định mua thức ăn giùm cho em đó. Chúng ta có thần giao cách cảm thật đó. Tôi nhận ra hai người, trưa nay hai người chữa tấm hình tình nhân không thành, hay là bây giờ tôi chụp giùm hai người nha. Cũng được. Ê khoan đã, chúng ta đã hứa với Gia Huy không gặp mặt mà. Chúng ta tình cờ gặp nhau thôi, làm sao gọi là phạm quy? Vậy cũng phải, chúng ta có gì đâu. Chụp đi. Nhìn vào kính đi, cười lên nha. 1, 2, 3. Em coi, đúng ra anh định gửi tin nhắn cho em, nhưng lại sợ gã phiền phức đó lại nói anh phạm quy, cho nên anh định hết 24 giờ sẽ lập tức gửi cho em. Không ngờ trong 24 giờ chúng ta cũng có thể gặp nhau. Không biết có được gọi là định sẵn không á? Ông à, hình của ông được rồi. À, cảm ơn. Ý, em giữ hay anh giữ? Dĩ nhiên là anh giữ, mất công bị Gia Huy bắt gặp. Là Gia Huy. Alo Gia Huy. Em Điền à, anh muốn hỏi em, chữ hỷ trong chữ Điền Mập Hỷ Sự là chữ hỷ đơn hay là song hỷ vậy? À, song hỷ. Cảm ơn em, bản hiệu sắp làm xong rồi. Cực thân anh nha. Em sẽ về ngay, bye bye. Chúng ta nên công bằng một chút tốt hơn. Đã nói trong vòng 24 giờ không được gặp mặt mà. Em mua thức ăn xong sẽ quay về ngay. Cũng được. Em coi. Chà, nè, website Điền Mập Hỷ Sự của em chuyên nghiệp lắm, được vô cùng. Nè, chừng nào tổ chức tiệc khai mạc đây? Đợi làm xong tiệm qua cũng phải tổ chức lễ khai trương nhỏ chứ. Được, lễ đếm ngược chính thức bắt đầu. Đếm ngược cái gì? Hả? Con cho Gia Huy 24 giờ mà, bây giờ đến giờ rồi nè. 5, 4, 3, 2, 1. Không lẽ là Gia Huy? chắc chắn là cậu ta rồi. Hết giờ rồi. Có nhớ anh không? Anh nghĩ sao? Ý, Gia Huy đâu? Anh không có ở đây. Không lý nào, anh chỉ có 24 giờ, chắc chắn bám theo em. Gì chứ, từ tối qua đến giờ Điền Mập cứ ngồi bên máy vi tính, có gặp mặt cậu ta đâu. Tối qua anh nói phải làm cho xong cái giá và bản hiệu ở tiệm qua, còn nói tiệm qua rối tung lên, đuổi em và người đẹp về nữa đó. Thời hạn 24 giờ đã đến, cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ cậu ta xỉu nữa hả? Không phải chứ. Đi xem ảnh thế nào. Đúng là Gia Huy phí nhiều công sức lắm. Thật không ngờ cậu ấm này không nói không rằng là mình giật mình à. Anh dùng 24 giờ làm bao nhiêu chuyện cho em, cũng không đi chơi với em. Em có cảm động không? Không phải chứ. Là một chút công việc nhỏ nhặt và đó là bị cảm động. Làm cô Ly cũng biết nữa là. Lần này cậu ta đúng là dốc công dốc sức. Trời, người đẹp, sao cô không có lập trường vậy? Tôi chỉ nói lời công bằng thôi mà. Không biết bây giờ Gia Huy ở đâu nữa. Chắc là cậu ta. Có phải là Điền Mập Hỷ Sự không? Dạ phải. Sáng nay khi chúng tôi xếp hàng đăng ký ở phòng đăng ký kết hôn, đồng nghiệp nam của cô phát tờ rơi cho tôi, hỏi chúng tôi có mời người lên kế hoạch cưới không. Còn bây giờ? Cái đó không lâu, ảnh lại gọi điện đến hỏi thăm. Nhưng nói một hồi ảnh thở dốc, đột nhiên không có tiếng. Tôi sợ không biết ảnh có sao không. Thật ra chúng tôi cũng đang tìm ảnh. Cảm ơn cô nha. Không có gì. Chết rồi, không biết bây giờ Gia Huy thế nào nữa. Alo, anh ở bệnh viện. Công ty này phục vụ cũng chu đáo lắm. Người ta đã nói rõ là có kế hoạch làm lễ chuyên nghiệp rồi. Vậy cũng phải. Chị họ của tôi sắp đám cưới, để tôi kêu chỉ nhà Điền Mập Hỷ Sự lo cho chị. Cho hỏi hả, hai cô lấy tờ rơi này ở đâu vậy? Đó, đằng kia có người phát kìa. Bên đây, bên đây. Cảm ơn. Gia Huy, anh không sao thật chứ? Lúc nãy anh có xỉu một lát, bây giờ thì không sao. Em Điền à, anh có in rất nhiều tờ rơi cho em nè. Sáng nay anh còn tới phòng đăng ký kết hôn ở Chim Sa Chủy, Hồng Miên Đạo và Đại Hội Đường để phát nữa. Anh còn lấy rất nhiều tài liệu của họ. Lát nữa anh lần được gọi điện cho họ giùm em nha. Nè Gia Huy, 24 giờ đã qua rồi. Phải ha, làm việc một hồi nên tôi quên mất rồi. Từ nay anh đừng bám theo Điền Mập nữa. Em Điền à, anh làm bao nhiêu chuyện cho lý tưởng của em. Em có chọn anh không? Gia Huy à, em chỉ biết cảm ơn anh làm nhiều chuyện cho em. Không phải, phải nói là em rất cảm kích anh. Cảm kích hả? Không phải cảm động sao? Em không chọn anh thật hả? Trời ơi, cậu làm ơn đi. Tuy cậu làm nhiều chuyện cho Điền Mập, nhưng mà chuyện tình cảm này không thể ép buộc được. Em Điền à, có lẽ em cũng biết anh là người yêu em nhất mà. Nhưng có lẽ anh cũng biết vấn đề là Điền Mập yêu ai nhất chứ. Gia Huy, thực ra tôi rất cảm kích anh thường che chở cho Điền Mập. Nhưng hình như anh thích hợp làm người cộng tác, làm Điền Mập Hỷ Sự hơn. Tôi không ngại để anh làm trợ lý của cô. Không được. Trời trời trời, nè nè nè, cậu đừng xúc động nha. Cậu mau ngồi xuống đi nè, tôi sợ cậu xỉu nữa đó. Khăn giấy nè, anh lấy khăn giấy không? Hình này chiều hồi nào vậy? Tối qua em đến nhà hàng mua thức ăn. Tối qua? Tối qua là 24 giờ của anh mà. Hai người phạm quy gặp mặt nhau. Không có, tụi em tình cờ gặp nhau thôi. Tụi em tình cờ đến cùng một nhà hàng. Đúng đó. Trời ơi, đây tức là ý trời rồi, chứng tỏ Đại Tứ Hỷ và Điền Mập có duyên phận. Nếu là ý trời, anh không còn gì để nói nữa. Nhưng mà anh đó, nếu anh tệ bạc với em Điền, tôi sẽ giành lại em Điền. Tôi dám nói là dám làm. Anh yên tâm đi. Bác Trang, người đẹp, đây là chút để mọn khi vào đường chê. Cận gì cách sao vậy? Thật ra gặp mặt cha mẹ, quan trọng nhất là thành ý. Không cần bày vẽ nhiều quá. Trời ơi, sao ông nói kỳ vậy? Không thể nói như vậy, bày vẽ quà cáp giá nào cũng phải là một chút chứ. Cũng như câu lễ phép người không trách ha. Nè, tôi đem vô giùm anh trước ha. Trời ơi. Cậu Hỷ à, cậu quen với Điền Mập, tôi vui mừng vô cùng. Nhưng cậu phải thương nó nha. Cậu coi nó bây giờ đi, nuôi trắng trẻ mập mạp, có da có thịt, không được ốm nha. Nếu ốm tôi hỏi tội cậu à. Gia Huy cũng sẽ không buông tha cậu đâu. Không chừng nhìn lại luôn đó. Con biết, anh dám nói dám làm, con đã lãnh giáo rồi. Nè, thật ra hai người cần phải cảm ơn cậu ta. Nếu như không nhờ Gia Huy theo đuổi Điền Mập như vậy, cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy đâu. Thật ra con cũng biết Gia Huy rất tốt với con. Tuy tụi con không thể làm tình nhân, nhưng cũng có thể làm bạn mà. Anh cũng không ghen với ảnh đâu. Nếu như hai người chắc chắn như vậy, đánh nhanh rút gọn, mau chóng kết tóc xe duyệt. 3 năm hai đứa, khoảng 10 năm có một đội bóng liền ha. Lúc đó đúng là cuộc đời tươi đẹp. Ba nói lạc đi đâu vậy? Tụi con còn công việc nữa, lo cho Điền Mập Hỷ Sự đó. Hey, theo bà thấy tốt nhất với Điền Mập Hỷ Sự, hỷ sự đầu tiên là Điền Mập đã đám cưới. Người ta có nói cưới con của ba đâu, con cũng không có nói lấy. Bác yên tâm đi, tụi con định làm thêm 1-2 năm nữa, sau đó sẽ đám cưới. Làm gì lâu dữ vậy? Ông à, làm ơn biết điều đi. Người ta vẫn chưa chính thức sống cuộc sống riêng tư, đã ép người ta đám cưới sinh con. Nói tóm lại là con nhất định đối xử tốt với Điền Mập. Chào em. Chào anh. Tối qua mới gặp mặt mà chưa gì đã nhớ em rồi sao? Phải, tối qua vừa chia tay anh liền nhớ tới em. Anh giả tạo quá đi. Sao hả? Định chở em đi làm sao? Tiệm qua gần lắm đó. Không phải đi làm, là đi chơi. Đi chơi? Chẳng phải là tập trung làm việc sao? Chơi luôn hôm nay đi. Anh đã xin nghỉ 1 ngày. Anh muốn thật tập trung, thật chuyên tâm đi chơi với em 1 ngày, để em nhớ mãi ngày này. Cũng được. Hành trình kỳ diệu bắt đầu. Không hiểu tại sao lúc trước em đã đến đây rồi, nhưng hình như hôm nay đặc biệt đẹp hơn. Dĩ nhiên rồi, hôm nay em đi với anh mà, tâm trạng cũng khác hẳn. Thời tiết cũng đẹp hơn. Cũng phải chứ. Cũng may em có đem theo dù đó. Thì ra trời cũng giúp chúng ta. Ẩn bộ trong mưa, lãng mạn lắm. Anh ướt hết rồi. Anh là bạn trai của em mà, dĩ nhiên phải bảo vệ cho em chứ. Bộ anh quên em từng che mưa cho anh sao? Lần trước có tiệm tập quá, em đợi anh 1 lát. Mỗi người 1 cây, vậy thì không sợ ướt nữa. Ông trời cũng ngộ thiệt vậy, lúc thì mưa lúc thì thạnh. Như vậy càng hay, không cản trở chúng ta đi chơi. Chúng ta đi ăn cơm ở đâu đi? Anh đặt một nhà hàng có không khí lắm, nhưng mà phải đi xa một chút. Không sao. Không sao. Để anh ẵm em đi. Nè, cầm lấy. Thôi đi. Đi đi. Nè, nè. Thôi đi. Em tự bước qua được rồi. Bước một chút cũng có sao đâu. À, không sao. Anh có cách rồi. Em đợi anh 1 lát nha. Vậy là được rồi, nè, qua đi. Hay gì bên này? Ừ, cảm ơn. Sao hả? Được lắm hả? Cũng hơi nực. Bít tết ở đây ngon lắm. Đi xa ăn một chút cũng đáng. Ừ. À. Cảm ơn. À. Chào Daniel. Sao tình cờ vậy? Chào Rin, đã lâu không gặp. Xin chào. Xin chào Rin, để tôi giới thiệu bạn gái của tôi. Đây là bạn gái của tôi, Tina. Chào cô. Xin chào. Nè, anh có nhận được thiệp mời của buổi trình diễn thời trang sắp tới hay không? Có, tôi biết chắc chắn sẽ gặp anh. Đến lúc đó mới đấu với anh. Cũng được. Nè, có phê hai người, tự nhiên nha. À, cũng được, cũng được. Em đi vệ sinh một chút. Chào. Thật ra nhiều khi không muốn ngượng, mặc áo dây cũng được mà. Đâu phải ai cũng có tư cách mặc áo dây chứ. Ê, đến lúc đó cô sẽ mặc áo gì? Đến lúc đó cái gì? Buổi trình diễn thời trang sắp tới đó, quy mô lắm. Mỗi một nhà thiết kế đều được đưa một người cộng tác của mình đi theo. Không lẽ cô định mặc đồ này đi sao? Vậy tôi phải mặc cái gì? Nhưng với thân hình của cô, mua đồ cũng hơi khó. Bộ Daniel không có bàn với cô sao? Không chừng đến lúc đó ảnh sẽ kêu người khác đi. Hy vọng hôm đó sẽ gặp lại cô. Xong rồi. Anh gọi thức ăn rồi. Bít tết là salad. Món ngọt để dành cho em gọi. Cũng được. Sao vậy? À, không có gì. Bít tết này của cô phải không? À, chúng tôi cùng ăn để xuống được rồi. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Lần nào cũng vậy. Lần trước chị Lạc đòi ăn chiếc tàu chuối, kêu em đi với chị. Em gọi ly sinh tố. Bồi bàn lại đưa món ngọt cho em. Đưa ly sinh tố cho chị. Cũng được. Lát nữa khi chúng ta gọi món ngọt, mỗi người một phần, vậy thì không còn bị hiểu lầm nữa. Alo. Alo, Tina hả? À phải, điện thoại của Daniel không gọi được. Có phải cô đang đi chung với ảnh không? À, cô đợi một lát. Nó sẽ tìm anh. Alo. Daniel à, anh có đến không vậy? Lát nữa chúng ta phải đi dự tiệc chiêu đãi của buổi trình diễn. Anh không đi đâu, hôm nay anh nghỉ phép, anh đã nói với Ida rồi. Nhưng buổi tiệc lần này, chúng ta có thể giao lưu với các đồng nghiệp. Ê, em cũng biết anh không thích xã giao mà, em tự giải quyết được rồi. Vậy đi, không nói nữa, bye bye. Thì ra hôm nay anh có công việc sao? Ê, chuyện nhỏ thôi, không cần phải bận tâm. Nè, đừng để chuyện gì ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta hôm nay. Anh đã nói hôm nay phải toàn tâm toàn ý vui với em. Vậy, không biết đây có được gọi là công việc không? Cái gì? Lúc nãy bạn gái của đồng nghiệp anh vô toilet nói sắp tới sẽ có buổi tiệc quy mô của trình diễn thời trang. Có nói nhà thiết kế nào cũng được đưa bạn của mình đi. Từ đầu anh đã chọn em là bạn của anh rồi. Thật sao? Khờ quá. Ăn đi. Tôi chở cô về thay đồ, sau đó mới đến buổi tiệc. Qua ngay các bạn tiếp tục cái tiết mục này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng có thể mời được nghị viên hội lập pháp. Bản tin giao thông đã chấm dứt. Tiếp theo là bản tin thời tiết. Thời tiết hôm nay không cần nghe nữa. Hôm nay là cuồng phong vũ bão. Hôm nay thời tiết xấu lắm sao? Tôi muốn nói tâm trạng của cô. Lúc nãy sau khi Daniel nói không cùng với cô đi dự tiệc thì mặt của cô đen hơn áo của mình nữa. Tôi và Daniel chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi. Tôi không cần ảnh chiều. Chẳng qua tôi giận ảnh. Bây giờ không quan tâm đến đi đây, Buổi tiệc này rất quan trọng đối với đi đây. Vậy mà anh cũng không có mặt. Hôm nay anh nghỉ phép. Có phải có chuyện gì quan trọng không? Anh xin nghỉ đi với Tina. Có được gọi là chuyện quan trọng không? Trước đây anh có như vậy không? Lúc đầu đi đây có em phụ giúp mới có được ngày hôm nay. Bây giờ anh vì cô bé mập đó đã hoàn toàn thay đổi, làm việc không tích cực nữa. Nếu tiếp tục như vậy, đi đây có ảnh hay không cũng không quan trọng. Anh muốn nói gì? Tôi nói chuyện cô đang nghĩ. Đi đây nhờ cô mới có ngày hôm nay. Thật ra tôi có thể tìm một hoặc hai nhà thiết kế có cân lượng thay thế ảnh, sau đó để cô quản lý. Tôi cảm thấy cũng được lắm. Cho tôi quản lý hết à? Chủ của đi đây là anh và Daniel mà. Tôi sẽ ủng hộ cô hết mình. Chỉ cần Daniel buông tay, quyền quản lý sẽ thuộc về cô. Đi đây là tâm huyết của Daniel, ảnh không dễ buông đâu. Tôi đã gặp qua quá nhiều chuyện trên thương trường rồi. Không có chuyện gì không thể cả.